Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ôm các vật liệu còn lại. Các bạn nhấn M trên bàn phím. Tôi sẽ ôm gỗ. Các bạn kéo ra một vật liệu gỗ. Nhấp nút lên, chuột phải, gỗ. Nhấp nút vào. Chúng ta chọn đây. Bitmap. Tôi sẽ chọn mẫu gỗ dưới này. Nhanh chóng chúng ta như shift kéo xuống. Nhấp nút tiếp vào. Chúng ta lựa đường dẫn. Các bạn kéo xuống dưới. Chúng ta chọn mẫu gỗ này cho phần bung. Tôi kết nối phần bung để tạo nổi khối. Bấm vào mẫu gỗ. Hiển thị lên. Bây giờ chúng ta chọn các đối tượng mà gắn vào. Tôi chọn cái tường này là thứ nhất. Chọn cái tường bên trong là thứ hai. Bắt đầu tôi gắn vào. Đã nhận được các bạn. Và tiếp tục bên này. Chúng ta cũng gắn tương tự. Bây giờ tôi khoanh vùng và render test. Tôi thấy tương đối hợp lý và đẹp rồi. Nhưng ở đây phần bung của chúng ta dường như hơi quá. Tôi sẽ giảm đi một chút. Các bạn nhấn M lên. Tôi chọn đối tượng này, nhấp nút vào. Chuột phải. Chọn map. Phần bung ở đây chúng ta sẽ kéo giảm xuống. 30 tôi cho 15 thôi. Và enter. Để cho đỡ độ gồ ghề hơn. Tiếp tục chúng ta ốp vật liệu khác. Tôi sao chép nhanh vật liệu này. Cứ ship. Và nhấp nút vào bitmap. Các bạn bấm vào đường dẫn này. Tôi sẽ chọn loại gỗ trắng này. Và tương tự phần này, tôi sẽ chọn phần bung của nó. Ok. Chúng ta chọn vật liệu, hiển thị nó lên. Và chọn các đối tượng khác gắn vào. Các bạn chọn bậc. Và chúng ta gắn vật liệu. Tiếp theo những cái chân ghế này. Các bạn chọn hai ghế này nữa. Control chọn thêm. Nhấn Alt Select Q, hiển thị mỗi nó thôi. Sau đó chúng ta ấn đối tượng này xuống. Các bạn vào Group, Open. Và chọn những cái chân. Tôi gắn vào. Cái chân còn lại tương tự các bạn gắn tiếp. Sau đó chúng ta tắt hộp phải đi. Và các bạn hiển thị lại khung render này. Chúng ta sẽ tiếp tục test ở đây. Các bạn nhấn render thì mà tìm. Ở đây chúng ta sẽ hiện lại các đối tượng. Các bạn chuột phải vào. Các bạn ấn 2 ô. Và bấm test lại. Tôi thấy cũng tương đối đẹp rồi. Bây giờ ta tắt hộp phải này đi. Và chúng ta hoàn thiện nhanh cái đối tượng bên trong nội thất.